Vâng thưa bác Cường, bác có thể cho biết cái suy nghĩ của bác khi mà uh, nơi diễn ra thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên sẽ là Hà Nội chứ không phải là uh, Đà Nẵng như nhiều người nghĩ và uh, bác nghĩ như thế nào và vì sao lại là Hà Nội thưa bác? Tôi nghĩ rằng thì là cái cuộc họp này nó là một cuộc họp trang trọng thành ra nó phải là chọn đúng cái quan niệm là cái người quân tử chiếu lệch không không ngồi à, không ạ tới đất nước mà à, đời xưa thì tới cái apec ở ngoài đà nẵng là niếc chứ bây giờ đó tới thì mình họ tới với tính cách là đến để mà à, khai hội và cảm ơn hay là tới xin phép chủ nhà à, không ạ họ không phải là quốc khách à, cái này nó không phải là quốc khách để mà đón vòng hoa hay là đại bác bao nhiêu nhưng mà việt nam đã cho họ mượn cái chỗ đó và hà nội nó là thủ đô văn hóa ngàn năm văn vật của đất nước và tôi nghĩ rằng thì là cái này à, nó cũng một phần để mà chiều cái ý của bà media trump à, người vợ bà ấy có muốn nhìn thấy cái cái văn hóa của việt nam mà bà ấy là một người mẫu À, bà ấy là một người mẫu một người đẹp thì có lẽ cái Hà Nội à, nó hợp với hợp với bài và bây giờ người ta đi tìm cái cái văn hóa ẩm thực cái văn hóa à, à, cái cái văn hóa cốt lõi sâu thẳm à, của cái của cái của một cái đất nước thì Hà Nội đó chuyến trước obama thì thăm uh, bốn chả bốn chiếc nhưng mà giờ này đó thì có thể là bà ấy sẽ thăm um, bà ấy sẽ thăm uh, uh, quan họ bắc ninh à, bà ấy sẽ được uh, kể về uh, bà ấy sẽ được kể về hồ xuân hương và bà ấy kể về uh, một vị vua việt nam cũng là rất tình, à, à, thị bằng ơi đã chết rồi, ơi tình, ơi nghĩa, ơi năm xưa, à, nắng hè, à, rồi thì là à, đập gương để nhìn cái người đẹp, nhớ tới cái người đẹp trong gương và cất cái áo của người đẹp ở trong gương, ở trong cái dương của mình thì mình mới thấy rằng thì là đấy mới là cái dân tộc tình và nó à, và nó phù hợp đối với lại cái người mẫu à, đối với cái người mẫu và đối với lại cái, à, cái, cái 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 một trong những cái cái anh tư bản giàu có mỹ nhưng mà có lẽ anh ấy cũng học hỏi được nhiều. Ngay kể bà vợ của anh ấy cũng nhìn thấy rằng thì là có cái ao ước giá mà Donald Trump có được cái văn hóa của người Việt Nam. Từ là một cụ thù với Hoa Kỳ, nay lại nơi là nơi mà sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh mang tính cách là giải giáp, giáp hạt nhân cũng như là gìn giữ hòa bình thế giới. Theo ông thì cái điều này nó nói lên được điều gì thưa ông? À theo tôi thì à, đây nó là một cái bước vô cùng quan trọng bởi vì rằng thì là từ Singapore thì mình thấy rằng chỉ là chỉ là một cái dạng mặt sơ à, đối với lại cái ông Trump và ông à, Un nhưng mà bây giờ để mà tiến thêm một bước nữa à, thì người ta đồn rằng thì là tới ở ở miền Trung mới gì đó nhưng mà không tới ở Hà Nội À, tới ngay cái thủ đô văn hóa của Hà Nội và tất nhiên là tới đó với tính cách uh, uh, nó 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 mang nó mang lại một cái một cái dấu ấn mà người ta sẽ nói rằng thì là cái à, người ta sẽ nói rằng cái cuộc gặp gỡ à, nó là à, nó là một địa danh mà được nhắc tới nó không khác gì là cái thông cáo chung thượng hải, nó không khác gì là cái tuyên bố Manila, cái tuyên bố Manila khi mà người Mỹ à, sửa soạn đi vào đánh nhau ở Việt Nam đó thì mới mượn cái cái phi lộ tân, à, thủ đô phi lộ tân để có một cái tuyên bố Manila thì ôi vinh dự thay người ta sẽ nói tới cuộc gặp gỡ ở Hà Nội nó là một trong những các cái biến chuyển dấu mốc của thế giới và tất nhiên là ông Donald Trump là đây là đã bắt đầu từ lâu rồi cái cuộc tranh cử của ông ấy trong năm 2020 đúng không ạ và à, và cái mà cái cái thành tích lớn nhất của ông ấy là làm sao giáp lại được hai miền Nam Bắc Triều Tiên thưa anh thành ra cái chuyện mà mình mới thấy rằng thì là bây giờ à, mình mới nhớ lại rằng thì là à, Việt Nam à, chúng ta cũng bị chia cắt ở vĩ tuyến thứ 17 à năm 54 và rồi thì là năm 75 chúng ta đã thống nhất được đất nước. Còn Nam Bắc Triều Tiên bị chia cắt tại vĩ tuyến 38 mà à, lần hồi mãi tới bây giờ mà cũng bắt đầu à bắt đầu một cái một cái tiếp cận à, à từng bước nhỏ nhẹ tất nhiên là cái vai trò của đế quốc à, không phải rằng thì là nam bắc triều tiên không có người trí thức không có người yêu nước nhưng mà trong cái bối cảnh của thế giới mình mới thấy rằng thì là giữa Việt Nam cùng hoàn cảnh như na như nam bắc triều tiên à, như nam bắc Việt Nam ở vĩ tuyến 17 mà Việt Nam đã đi sớm với cái sự thành công lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam à, năm 30 tháng 4 năm 75 chúng ta đã, đã thống nhất được đất, đất nước tức là chúng ta đi trước Triều Tiên nếu mà trừ 2019 tới 1975 thì chúng ta đã đi trước 44 năm cần 45 năm à, cái, 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 cái cuộc thống nhất của đất nước chúng ta Vâng, từ khi mà tổng thống Donald Trump lên và làm tổng thống cũng như là những người đứng đầu ở tại Hoa Kỳ đến Việt Nam dùng rất nhiều lời tốt đẹp cho Việt Nam ngay cả là họ cũng đã thẳng thừng nói rằng là họ công nhận và tôn trọng cái thể chế chính trị của Việt Nam. Ngược lại với những lời mà uh, những vị Tổng thống trước đây cũng như là ông Donald Trump cũng từng nói là họ không ủng hộ những cái nhà đất nước chế, chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà cái việc mà uh, nói Việt Nam là một sự điều kỳ diệu cũng như giờ đây chọn Việt Nam làm nơi uh, cái điển hình mà hình ảnh hình mẫu cho Triều Tên như vậy. Ông có nghĩ rằng là cái điều này nó có mâu thuẫn hay không hay là còn một cái nguyên do nào khác nữa? Cái, cái, cái mình nghe thấy cái do cái tuyên truyền của thế giới à, tự do mà chúng ta kết án cái chúng ta kết án cái cái xã hội chủ nghĩa mà khi mà cái khi ông Trump lên đó thì ông ấy ông ấy ông ấy ông ấy, ông ấy chống ông ấy nói rằng thì là à, không thể có cái chủ nghĩa xã hội được là ông ấy muốn chống bên đảng dân chủ của bà Hillary và Bernie Sanders đó là một trong những cái ông đó mà đã hô hào rằng tại vì rằng thì là cái đảng dân chủ là cái đường lối của đảng dân chủ là nó bấp mé tới xã hội chủ nghĩa và vậy thì xã hội chủ nghĩa là một hình ảnh đẹp ngược với lại tư bản chủ nghĩa chứ không chứ không phải rằng xã hội chủ nghĩa nó là một con ngáo ộp à, nhầm lẫn nó là một trong những các cái à, nó là một trong những các cái lý thuyết một cái chủ trương mà à, nó 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 công bằng xã hội à, tư bản chủ nghĩa thì cái, à, tích lũy lại cái người giàu để rồi thì nó phân bố cho xã hội nó chủ trương là để tiến lên à, còn à, còn thì xã hội chủ nghĩa đó à, nó lại ngược lại tức là cái mà chúng ta thấy đó là con người làm theo khả năng à, hưởng theo nhu cầu và đây đây nó là một cái hình ảnh một nó vô cùng lý tưởng do đó mà đảng dân chủ của nước mỹ mới muốn tiến tới cái đó và khi mà ông donald trump ông ấy ông ấy nói ông ấy kết án cái dân chủ là muốn kết án cái mà bên đảng dân chủ Hoa Kỳ ông ạ đại diện bằng bà Hillary đó thì ông ấy chống cái đó chứ không phải rằng ông ấy chống cái chủ nghĩa dân chủ lý tưởng nói chung do đó mà Derek hỏi tôi rằng thì là có cái mâu thuẫn gì không ở chữ đó nó à, nó không có mâu thuẫn nó không có mâu thuẫn ở chỗ rằng thì là cái 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 Việt Nam à, cái, cái, cái cái xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó là một cái thành công một cái thành công nó là một khuôn mẫu điển hình của cái sự thành công à, nó đẩy xa nó đã nó không những là nó đẩy xa cái 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 chủ nghĩa tư bản mà dính dấp từ hồi Pháp thuộc rồi dính dấp cho tới hồi Mỹ rồi cho tới sau này à, phi là tân vân vân thì cái chủ nghĩa dân chủ xã hội à, của Việt Nam đó à, nó là một cái một cái thành công lý tưởng mà con người vì con người thưa anh đây mới là cái à, cái mà tôi nghĩ rằng nó không phải là mâu thuẫn nhiều người ở tại Hoa Kỳ này người Việt họ có khuynh hướng chống cộng họ đã từng vin vào cái câu nói đó và họ nghĩ rằng là nhà nước uh, chính phủ của Hoa Kỳ sẽ tìm bằng mọi cách để lật đổ uh, nước uh, cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua cái câu nói đó nhưng ngược lại thì ông Mike Pompeo đã đến Việt Nam năm ngoái và ông ấy đã nói rằng là ngày nay những người đứng đầu ở tại Việt Nam mỗi đêm khi họ đi ngủ ở tại Hà Nội, họ không còn cái mối lo à, Hoa Kỳ trong đầu của họ nữa. Ngày, lúc bấy giờ nhiều người chỉ nói rằng là đó là những câu nói mang tính ngoại giao mà thôi. Nhưng giờ đây Hoa Kỳ dùng hình ảnh của Việt Nam để mà muốn Triều Tiên theo đuổi cũng như làm cái mô hình đó để mà học tập. Như vậy thì ông nghĩ rằng là những cái điều này nó có đi ngược lại với nguyện những nguyện vọng của những người chống cộng ở tại hải ngoại không? vâng à, những người chống cộng hải ngoại thì cứ nói rằng thì là à, à, đi theo mỹ thì mất đảng đúng? mà đi theo nga à, thì cái là mất nước hay là đi theo tàu thì mất nước à. cái điều đó là hai cái người hai cái 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 cái, cái nhìn à, cục bộ và nó nó mang tính cách không những cục bộ và nó và nó và nó, và nó hạn hẹp do đó mà mình mới thấy rằng thì là cái ông ông ngoại trưởng à, Trumpel à thì ông ấy ông ấy nói rằng thì là à, giờ này thì những người Việt Nam khi đi ngủ thì không còn nghĩ tới cái à, sợ cái đế quốc nữa à, cái điều đó nó bao hàm rằng thì là cái người Mỹ bắt đầu hối cải cái đường lối chính sách của Mỹ bắt đầu hối cải hối cải ở cái chỗ rằng thì là ông donald trump cái đường lối của ông ấy đưa ra cái chiêu bài nó rất là hay thứ nhất là nước mỹ trước đã và cái thứ hai là à, cái thứ hai là phải làm cho nước mỹ à, được kính trọng trở lại mà làm cho nước mỹ được kính trọng trở lại thì không thể là một tên xe đầm quốc tế không thể mang cái giá trị gọi là gọi là trong ngoặc kép à, dân chủ à à Nhân quyền mà để mang Để ép đặt các cái dân tộc khác Đối với nhưng, các nhưng, dân tộc khác Nhưng, nhưng những mà. người chống cộng ở tại hải ngoại Họ cũng có cái lý lẽ riêng của họ Khi mà họ cho rằng là Làm được một việc như vậy với đất nước Venezuela Thì không có lý nào không làm được Với lại đất nước Việt Nam Ông nghĩ như thế nào thì, Tôi thấy rằng thì là cái, Mấy cái anh này đó thì uh, Trước tiên Thì mình thấy rằng thì là cái tâm trạng nó nó hả hê và nó buồn cười là nó nói rằng thì là cái đất nước Venezuela à, nó nó đi theo ông Hugo cái gì đó giờ thì là ông ấy đi thành ra cái đất nước cái nghĩa là bây giờ nó khủng hoảng tới mức độ là à, tiền mất giá tới mức độ một triệu phần trăm và và nó buồn cười nhất đó là à, nó nói rằng thì là Venezuela à, bây giờ thì là Việt Nam là tương lai tức là cái bọn này nó nó cái nhìn không những nó hạn chế mà nó vẫn ở trong cái tâm trạng là chúc chúc giữ cho quê hương thôi nhưng mà nó chúc giữ cho quê hương ở cái chỗ rằng thì là ở cái chỗ rằng thì là nhìn một cách giản dị nhìn cách giản dị là các bạn có biết rằng thì là Venezuela một trong những cái đất nước mà nhiều dầu hỏa như vậy mà đến nỗi mà bây giờ khánh tận thì cái điều đó chứng tỏ rằng thì là cái bàn tay của đế quốc nó mạnh lắm à, à nó à, tức là nó nó là những tên phù thủy mà nó bắt à bắt à, nằm trên dầu hỏa mà mày đói đó, à, còn trong lúc ấy đó, cái cái Việt Nam thì mới đấy đấy là một trong những các cái người mà tự trọng và những các cái người mà nắm được cái 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 cái, cái, cái cốt lõi của lịch sử hay là nắm được cái nắm được cái tinh thần cái tinh thần à, cái tinh thần độc lập của dân tộc đấy mới là cái văn hóa của bốn ngàn năm văn hiến và chúng ta không một kẻ thù nào có thể tới cái dân tộc Việt Nam được và cái khẩu hiệu của cái quân đội Việt Nam à quân đội cộng sản đó là gì à, à quân đội của ta À, chung với đảng hiếu với dân à, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành và kẻ thù nào cũng đánh thắng à. trở lại với cái cuộc họp thượng đỉnh của ông Donald Trump và ông Kim Jong Un rất nhiều báo chí Hàn Quốc và nước ngoài đã nói rằng là à, có luôn cả cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong Un và ông Nguyễn Phú Trọng ở trước đó vài ngày vậy thì theo như ông nghĩ rằng là à, kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng giữ hai cái chức Chủ tịch nước và Tổng Bí thư đến nay thì cái tầm ảnh hưởng của ông Nguyễn Phú Trọng đối với đất nước Việt Nam là như thế nào thưa tôi, tôi thấy rằng thì là à, nó không phải rằng thì là cái tam quyền phân lập mà, và và cái chiêu bài tam quyền phân lập cái chiêu à, rồi thì là đảng phải tách ra khỏi nhà nước mới lại gì đó à, tôi nghĩ rằng thì là cái cái xu thế của thời đại bây giờ nó là xu thế xu thế của à, của cái cái lòng yêu nước hay là của cái dân tộc chủ nghĩa bao giờ nắm được cái tinh thần của dân tộc chủ nghĩa thì nó nó thành công và Việt Nam nó là một trong những cái điển hình tôi tôi thấy rằng thì là đã có những cái thông cáo, đã có những các cái chi tiết nói rằng thì là ông ổn sẽ tới Việt Nam trước hai ba ngày và để gặp ông Nguyễn Phú Trọng để mà chào kính nhau à, chứ không phải rằng thì là à, à, mình mới thấy rằng thì là cái à, cái xã hội chủ nghĩa anh em đối với nhau đó nó là người có giáo dục, nó là người có à, có một cái à, nó nó gìn giữ lại được cái tích cái, à, cái giá trị nhân bản giá trị của con người à, cái giá trị của lòng yêu nước của mỗi dân tộc cho nên mình mới thấy thấy ông phạm bình minh à, ngoại trưởng phạm bình minh đã đi qua bên bắc hàn bình nhưỡng để mà sửa soạn cho cái chuyến gặp gỡ đó à, và bên ngoại trưởng bắc hàn cũng đã tới, tới việt nam rồi thì là lúc mấy giờ mình mới thấy được hôm nay báo chí mới loan rằng thì là ông ổn sẽ tới Việt Nam trước hai ba ngày chứ không phải rằng chỉ là chỉ tới mà để gặp ông Donald Trump không đâu thành ra à, tôi lại xin nhắc lại rằng cái cái triết lý à, của người khổng tử tức là chiếu lệch không ngồi nếu ngồi ở ngoài Đà Nẵng là chiếu lệch à phải ngồi ở ngoài Hà Nội và đến à, gặp Tổng Bí Thư là Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam mới là một cái chính danh à, người quân tử thì chiếu lệch không ngồi anh. So với những người cha ông của ông Kim Jong-un trước đây, từ cái việc mà ông ấy đã chấp nhận đến Singapore, cái lần mà họ thượng đỉnh lần thứ nhất, giờ đây chuẩn bị là lần thứ hai và rất nhiều khả năng là ông ấy sẽ có cuộc họp thượng đỉnh với ông Nguyễn Phú Trọng luôn với những việc làm như vậy chúng ta thấy rõ rằng là khác hẳn với những đời cha ông của mấy ông liệu cái điều này ít nhiều có bị ảnh hưởng bởi vì ông ấy đã từng học ở môi trường châu Âu là thụy sĩ hay không đâu ừ, tôi nghĩ rằng thì là nó không hoàn toàn là khác hẳn mình mình nghe mình mình bị cái báo chí của tây phương à, nó à, nó bôi đen và nó nó biến ông này thành ra là một cái trò hề à một trong những các cái anh mà à, một trong những các cái anh mà gọi là sợ đi máy bay, à, một trong những cái anh mà tàn ác à, cho tù nhân ném cho chó ăn thịt mới lại gì đó, thành ra cái tội của tây phương à, nó nó lố bịch, à, nó khôi hài hóa cái ông này à, không dám đi máy bay với việc ở chưa, nhưng mà vừa rồi anh nhắc tới là ông này tốt nghiệp ở Bosnia, bảo à, ạ, Ông này à, Thụy Sĩ à hồi đó ông ấy ông ấy ông ấy đi với một cái tên khác à dưới danh nghĩa là gia đình của cái đại sứ của của Liên Xô của của Bắc Triều Tiên tại cái cái vùng đó. Tôi còn nhớ ở trong một cái số báo tai mà nó nói rằng cái ông này khi ông mới tốt nghiệp ông ấy về nước đó thì ông ấy nói rằng thì là à, tôi sẽ cố gắng để làm cho đất nước tôi tiến thêm. Đây là cái mộng ước của tôi khi tôi tốt nghiệp. Khi mà Hoa Kỳ muốn dùng hình ảnh của Việt Nam để mà cho Triều Tiên noi theo và đó xem đó là một cái mô hình để họ theo. Theo như ông cá nhân của ông thì ông nghĩ rằng là Việt Nam có xứng đáng được làm một cái hình ảnh để mà Triều Tiên noi theo như vậy không thưa? À, thì anh khi mà nói tức là à, báo chí với các nước thì là chỉ muốn nói rằng thì là cái à, cái mô hình phát triển của Việt Nam là một cái à, là một cái con đường à, à, đáng noi theo thế à, nhưng mà mình phải chú ý tới hai điểm tức là cái mà mô hình mà gọi là à, gọi là cái cái, cái 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 đấy là mới chỉ nói tới cái về phương diện phát triển thôi à kinh tế thôi chứ còn thì à, Việt Nam nó à, nó hàm ý ở bên trong rằng thì là Việt Nam trong cái công cuộc đổi mới Việt Nam vẫn giữ được đảng à, Việt Nam vẫn giữ được đảng cho nên đó ông ổn yên chí rằng thì là đi theo mô hình Việt Nam chẳng những phát triển kinh tế mà lại vẫn giữ được đảng và lại còn À, mình mới thấy rằng thì là anh nhắc lại đó thì là à, ông nội của ông ổn à, lại làm những cái người mà à, cùng chống cùng chống Nhật rồi cũng giống như là chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam đó à, cũng lại cùng chống Nhật và trong cái cuộc đó nếu tôi không nhầm trong cái lăng của chủ tịch Hồ Chí Minh đó có cái sự đóng góp có những viên gạch của ông kim của ông à của ông của ông nội kim nhật thành của bắc hàn nhiều người cho rằng là một khi mà hoa kỳ họ chấp nhận cái thể chế của việt nam cũng như là dùng việt nam làm hình ảnh cho triều tiên như vậy họ muốn nói được một điều là nếu như theo cái mô hình đó chỉ cần mà người dân lo làm ăn và mưu sinh và không chứng chống lại chính quyền thì sẽ không có một cái điều gì trở ngại với họ. Nhiều người cho rằng như vậy. Ông có đồng đồng quan điểm hay không? tôi à, cái, à, cái, những các cái quan điểm đó nó nó có cái nhầm lẫn là nó lấy nhân làm quả và không ạ? Nó lấy gốc à? cái câu chuyện mà rằng thì là nếu người dân không phải rằng người dân à, tự do mưu sinh đâu, à, người dân họ có cái nhu cầu và người dân người ta tin tưởng vào cái chế độ đó, không? thành ra đó à mà cứ chỉ nói rằng thì là à, cái, à, cái 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 à, cái người dân à, cộng sản Việt Nam là chỉ đe dọa cái người dân là mày yên đi và mày đừng nổi loạn, mày đừng có suy nghĩ gì à thì thôi mày mày cho mày à thì nghĩa là mày tao cho mày làm ăn đàng hoàng buôn, à, yên ổn nhưng mà câu chuyện là không phải người dân bất cứ người dân nào cũng có cái suy nghĩ không phải rằng tôi chỉ được yên ổn tôi làm giàu tôi cơm ăn ngày hai bữa con người nó có cái hướng thượng của nó à, cho nên cái con người đó À trong cái chế độ đó, trong cái bầu không khí đó nó cho phép à người ta yên tâm người ta làm và người ta kính trọng cái chế độ đó chứ không phải rằng à, tất cả những các cái anh chống đối ở hải ngoại nói rằng thì là à, nghĩa là à, bao giờ cái người dân hết sợ hãi thì sẽ nổi dậy. Bởi vì người ta có sợ hãi đâu, người ta không, người ta không có nhu cầu nổi dậy bởi vì người ta an tâm, người ta bằng lòng cái chế độ đó. Câu hỏi cuối cùng, khi mà thượng đỉnh Mỹ Triều diễn ra tại Việt Nam như vậy thì theo như ông ba nước có liên quan đến cái thượng đỉnh này đó là Hoa Kỳ, Triều Tiên và Việt Nam họ sẽ được gì và mất gì sau cái lần uh, sự kiện lịch sử này thưa ông? À, tôi thấy rằng thì là ông ổn trước khi đi trước khi đi qua bên này thì ông ổn cũng trên nguyên tắc cũng là đi qua gặp tập cẩn bình và vừa rồi tôi cũng thấy một cái thông cáo của à, của phát ngôn viên của bên à, Trung Hoa đó thì ông ấy nói rằng thì là à, ông ấy hoan nghênh cái đó à, cái điều đó đứng về phương diện chính trị đó nói rằng thì là ông ấy blessing ông ấy chúc phúc cho cái đó theo tôi nghĩ rằng thì là gần như à, nghĩa là đánh chẳng được tha cho làm phúc tức là dạo trước thì ông ủn nằm dưới cái chướng của ít nhất là cái bóng dập của Trung Hoa à, nhưng mà giờ này à do cái mồi trài của Donald Trump từ vụ Singapore đến nay đó thì à, ông Trump đã lôi kéo được ông Bắc Hàn ra khỏi cái cái bóng dập của Bắc Kinh và do đó mà ông ấy à, và do đó mà cái ông ổn đã giờ này đứng thẳng dậy và làm cái nhiệm vụ lịch sử của cái người con út của cái à, của cái người con à, đích tôn à, của cái nhà lãnh đạo bắc hàn còn cụ thể thì hoa kỳ và việt nam thì họ sẽ được gì và mất gì thưa, à, thưa anh à, cụ thể thì mình phải thấy rằng thì là nước mỹ là một cái nước mà bầu cử tôi thấy rằng thì là đây là một cái cuộc bầu cử vận động bầu cử à, của ông Donald trump trong cho cái cuộc bầu cử năm 2020 và ông ấy sẽ thắng lợi và nhờ bởi cái mồi chài nhờ bởi cái mà hàn gắn được hai miền Nam Bắc Triều Tiên à, Đây là một cái thành tích à không những à, nó nó chỉ giúp cho Donald trump thắng cử mà nó là nó mang Donald Trump tới một cái vai trò quốc tế lớn lao, người ta sẽ nhắc tới cái cuộc họp tại Hà Nội như là một cái dấu ấn, một cái cột mốc, một cái milestone à, của của những tiến trình của nhân loại trong cái thế kỷ 21 này, thưa anh. À, thưa anh, đất nước chủ nhà thì à, mình mới thấy rằng thì là phải nói rằng thì là vinh dự thay à, chuyến trước khi họp ở APEC tiếc thì ông Donald Trump cũng đã tìm cách tới chào chủ tịch nước rồi à, tất cả cái ấy nhưng mà giờ này đó thì cái đòi hỏi là mọi người thấy rằng thì là phải tới Hà Nội đây là cái nôi văn hóa à, của à, của nước Việt Nam và đây cũng là cái nơi mà chủ nghĩa xã hội thành công nhất ừ. nó À, một trong những các cái mà nó sẽ đánh dấu nó là một cái dấu ấn của cái thế kỷ thứ 21 và đối với nhà cầm quyền Việt Nam thì một trong những các cái người ta không thể không nhắc tới Việt Nam không thể không nhắc tới Nguyễn Phú Trọng không thể không nhắc tới Đảng Cộng sản Việt Nam à, đã à, thống nhất giữa quyền giữa, giữa Đảng và chính phủ đây mới là cái khuôn mẫu à, đây là một cái khuôn mẫu mà nó dùng chữ của cộng sản là một cái điển hình tiên tiến và đáng noi theo và đáng thế giới sẽ à, tất cả những các cái thằng mà à, buôn hận thù bán hàng giả hay là những cái cái gì đó thì giờ này nó, nó chớ phở ra và à, Hỡi ơi, à, cái 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 thành công vang dội của Việt Nam, Việt Nam được gì? Tức là Việt Nam được nhắc tới như là lương tri của nhân loại. Cảm ơn ông uh, Nguyễn Mạnh Cường rất nhiều về những cái uh, suy nghĩ cũng như là phát biểu của ông. Uh, hẹn ông ở một cái buổi uh, phỏng vấn uh, trong những đề tài tiếp theo ạ. Dạ, uh, rất cảm ơn cái uh, rất uh, rất, uh, rất hãnh diện được uh, gặp Đinh uh, Phạm và cũng lại nhớ tới cái chuyện mà ta Đích Phạm đã đến Nam Hàn đã được phỏng vấn và tôi thấy có một cái ông bác sĩ ông ấy cũng là thuộc một cái loại yêu nước ông ấy nói ông ấy lại nhắc lại rằng thì là tiếng Việt còn à, dân nước Việt còn đấy thì rõ ràng tôi thấy ta Đích Phạm đã nói rằng thì là những cái cô mà Việt Nam sống ở bên đó, đó à, Đài Loan đó, à, lúc nào cũng nghĩ về đất nước và đã có những cái tiếng của những cái lớp học của trẻ nhỏ à học tiếng Việt Nam cũng giống như bên Campuchia cũng có những các cái tiếng Việt Nam vẫn được bảo tồn anh Màn ông rất nhiều